Bitcoin là gì? Đơn giản thì Bitcoin là một hình thức tiền kỹ thuật số mà bạn có thể gửi cho bất cứ ai qua mạng Internet. Tuy nhiên, Bitcoin có một điểm rất khác biệt so với Internet Banking thông thường. Hãy tạm thu nhỏ thế giới này thành một lớp học. Trong lớp học đó, bọn nhóc chả mấy khi được bố mẹ cho tiền nên chúng dùng kẹo. Mượn thức kẻ một ngày là một viên kẹo, thuê bạn trực nhật hộ là 5 viên, vân vân. Nếu sau mỗi cuộc giao dịch, các học sinh trực tiếp đưa kẹo của mình cho người khác, đó là hình thức giao dịch bằng tiền mặt bình thường. Nhưng lúc nào cũng kè kè ôm đống kẹo thật là bất tiện. Nhất là xui rủi lúc ngủ trưa, bị trôm mất thì biết kêu ai. Thế nên, các học sinh thống nhất gửi hết kẹo cho lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ đứng ra giữ kẹo của tất cả mọi người trong một cái hộp có khóa. Giờ đây, khi học sinh A và B giao dịch với nhau, họ sẽ không phải đưa kẹo mặt nữa, mà lúc này chỉ cần đến nói với lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ là người xác nhận chuyển số kẹo từ tài khoản của học sinh A sang tài khoản của học sinh B. Dĩ nhiên khi cần ăn kẹo, các học sinh có thể đến gặp lớp trưởng để rút ra số kẹo tương ứng với số kẹo trong tài khoản của mình. Do lớp trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý kẹo cho mọi người, nên lớp trưởng đòi hỏi một khoản lệ phí mỗi khi thực hiện một giao dịch. Dĩ nhiên vì khoản phí không quá lớn nên mọi người ai cũng vui vẻ. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, liệu lớp trưởng có phải người trung thực? Có gì đảm bảo lớp trưởng không lấy bớt một phần kẹo trong hòm kẹo chung của mọi người? Vì lúc này, tất cả học sinh đều không sử dụng trực tiếp kẹo của mình mà chỉ là các giao dịch được ghi trong sổ của lớp trưởng. Nên giả sử lớp trưởng có lấy bớt một phần kẹo của mọi người cũng rất khó để phát hiện. Cuối cùng, kể cả lớp trưởng có trung thực thì vẫn có khả năng kẻ gian ăn cắp mất quyển sổ ghi kẹo để lấy giấy gấp máy bay chẳng hạn, hoặc lớp trưởng té dầm ướt sổ làm nhòe hết chữ. Đây là Internet Banking thông thường. Lớp trưởng là ngân hàng, sổ của lớp trưởng là ledger hay sổ cái. Vào một ngày đẹp trời, ai đó viết lên bảng một cách thức giao dịch mới. Không ai biết đó là ai, chỉ có chữ ký tên là Satoshi Nakamoto. Lúc này mọi người sẽ không gửi kẹo ở chỗ lớp trưởng nữa, mà sẽ để kẹo vào một cái hòm chung. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra cái hòm đấy. Mỗi học sinh sẽ được cấp một biệt hiệu. Mỗi khi thực hiện giao dịch, tất cả học sinh sẽ tập trung lại trước chiếc bảng đen lớn để cùng nhau xác nhận giao dịch đó bằng cách viết lại giao dịch đó lên bảng bằng một chiếc bút không thể tẩy xóa được. Ví dụ, một học sinh biệt danh Heo Hồng chuyển cho Thạch Sùng 5 chiếc kẹo. Lúc này, một học sinh đại diện viết giao dịch không thể xóa đó lên bảng và các học sinh còn lại xác nhận điều đó. Và vì mỗi khi có giao dịch cần giữ xác nhận của tất cả học sinh nên đồng nghĩa với việc mọi người đều biết học sinh với biệt danh Heo Hồng, Thạch Sùng có bao nhiêu chiếc kẹo, đã chuyển đi hay nhận bao nhiêu chiếc kẹo vào thời gian nào. Điều duy nhất mọi người không thể biết đó là Heo Hồng và Thạch Sùng là ai trong lớp. Đó chính là các loại tiền mã hóa hay cryptocurrency mà Bitcoin là một ví dụ. Dĩ nhiên trên thực tế thì không có một chiếc bảng chung nào cả, mà đúng hơn là mỗi người cầm một quyển sổ ghi kẹo. Bằng một loại phép thuật có tên là blockchain, mọi quyển sổ sẽ đều khớp với nhau và không ai ăn gian lén sửa sổ để ghi thừa kẹo cho mình được. Phép thuật blockchain này hoạt động như thế nào? Nó có ý nghĩa to lớn gì đối với tài chính và cả thế giới? Cùng đón xem số sau của lớp về blockchain nhé!